chuồng này nó có mùi, mùi cái hơi, mùi cái thân của nó ấy. Mùi tanh tanh hả cô? Thế ra có vịt vậy. Cứ ra chuồng mà có mùi, nó có uống nước. Từ qua ngay cái thế nó uống nước nhiều. Cô có thấy nó giảm ăn không ạ? Ăn thì còn ăn. Còn ăn lắm rồi, con nào vẩn vương thì vẩn vương thôi. Còn đàn thì mọi khi tôi cứ đong bằng cái cám thì nó ăn hết. Vâng, thì cái này liên quan đến phân kiểu nhờ máu này mà mình làm vaccine cầu trùng rồi thì sẽ loại bỏ cầu trùng, thì nó sẽ liên quan đến đầu đen hoặc là viêm ruột hoại tử ấy. Đấy, thì chỉ có mổ khám ra rồi thì mới biết được. Vâng. Hôm qua thì nó chưa bỏ ăn đâu. Hôm nay bắt đầu bỏ ăn à? Ừ, nói chung là thường thường bỏ. Nó bỏ ăn thì nó phải nặng thì nó mới bỏ ăn, chứ còn mức độ nhẹ nó chưa bỏ ăn. Mà nó bỏ ăn nó bắt đầu con yếu là có vấn đề. Nói chung phải mổ khám. Những con yếu ở trong này cô tách ra đây gì? Ừ, sáng này đây nó cô tách mấy con? Cứ vậy nó vẫn gương từ bắt ra đây. Chú cầm nhau rồi. Cầm khoai con gà. Cầm ra bên dưới. Để mổ ra cho xem lưu lại. Con này bị đầu đen là gan nó hoại tử hình hoa hoài này. Gan hoại tử hình hoa hoài. Nó là bệnh tích của thằng đầu đen này. Đây. Thì đây này. Đấy, bệnh đầu đen. Còn cái này nó là viêm ruột hoại tử này. Cắt cái ruột nó phồng to này. Cắt vào đây nó như nào? Cắt ra sẽ có máu tươi bên trong. Đúng rồi. Nó nạo hết phần thành ruột này. Đúng. Viêm ruột hoại tử này. Viêm ruột hoại tử ghép đầu đen. Mà cũng may hai cái bệnh này cùng một loại thuốc chữa. Đấy. Cho nên là này. Cũng không đáng ngại lắm. Chứ còn không. Đấy, nó có hai bệnh cùng một loại thuốc thì mình sẽ đỡ tốn kém hơn. Đấy. Phá hết này đi. Đây nó có những cái nốt đỏ đỏ viêm ruột đây này. Đấy. Cũng may là mổ là con không thì cứ theo thuốc linh ta linh tinh này cũng biến nói chung mình cũng nghi thôi chứ không dám khẳng định. Mổ ra thì dám khẳng định 100% luôn. Nên như thế kia còn nghe kể thôi. Vâng, viêm ruột hoại tử ghép đầu đen. Này nhìn kia trắng trắng bên trong đầy màu tươi luôn. Vâng, các bác vừa xem video đó là bệnh viêm ruột hoại tử kép với đầu đen ở trên gà. Vâng, đây là phác đồ hiệu quả nhất hiện nay đấy ạ. Đây là phác đồ hiệu quả các bác này, cặp này một nọ này trộn với một nọ này. Đây em mở cho các bác xem luôn này. Bác dùng cho em cái cặp này. Đấy, cặp này nhá. Cặp này dùng cho 4 đến 5 tạ. Bác tiêm cho em 2 mũi là sẽ khỏi dứt điểm thôi, không cần phải uống theo thuốc gì cả. Đấy là phác đồ điều trị bệnh viêm ruột hoại tử lại bệnh đầu đen này hiệu quả nhất hiện nay nhá. Đấy, các bác có thắc mắc hay ý kiến gì thì hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Các bác đàn gà hay đàn ngan nào của các bác gặp cái vấn đề như vậy thì có thể liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được cái phác đồ hiệu quả nhất, khẳng định với các bác là khoảng 100% nhé.